Thưa quý vị, thưa các bạn, dệt may được coi là một trong những lĩnh vực chủ chốt của nhiều nền kinh tế. Quy mô thương mại của thị trường dệt may đạt khoảng 1.400 đến 1.550 tỷ đô la Mỹ. Ngành dệt may của Việt Nam là một trong những ngành hàng xuất khẩu chủ lực và giữ vai trò quan trọng đối với sự tăng trưởng của nền kinh tế, hiện chiếm từ 12 đến 16% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Con số dự báo ngành dệt may Việt Nam có thể đạt kim ngạch xuất khẩu 43,5 tỷ đô la Mỹ cho năm 2022 là hoàn toàn có cơ sở. Những tháng đầu năm 2022, xuất khẩu dệt may đạt kết quả khá tích cực. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu dệt may từ đầu năm đến ngày 15 tháng 7 năm 2022 đạt hơn 22 tỷ đô la Mỹ, cao nhất so với cùng kỳ từ trước đến nay, đưa dệt may đứng thứ tư trong các nhóm ngành hàng đạt kim ngạch xuất khẩu cao của cả nước, góp phần quan trọng đưa quy mô tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước đạt kim ngạch lớn nhất từ trước đến nay. Đây là con số đáng ghi nhận khi những tháng đầu năm 2022, điều kiện sản xuất kinh doanh vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Ngành dệt may Việt Nam đã xuất khẩu được 22 tỷ 3 đô la Mỹ, tăng trưởng 17,7% so với cùng kỳ 2021. Đây là con số phải nói cực kỳ ấn tượng với trong cái bối cảnh ngành dệt may cũng chịu áp lực về vấn đề chính trị, về vấn đề chiến tranh Nga-Ukraine rồi hàng loạt những cái bất cập khác. Nhưng mà xuất khẩu phải nói là một con số tương đối ấn tượng. Là nhà máy chuyên sản xuất các sản phẩm dệt thoi, hàng may mặc bao gồm áo sơ mi xuất khẩu, nhà máy này đã đạt công suất 3,6 triệu sản phẩm, doanh thu đạt 5 triệu đô la Mỹ một năm, tạo việc làm ổn định cho 1.000 lao động với thu nhập bình quân khoảng 8 triệu đồng một người trên một tháng. Hiện nay, nhà máy đã đầu tư trên 1.000 máy móc các loại, trong đó có nhiều loại máy tự động như máy cắt tự động, máy chải tự động, máy kiểm vải, máy lập trình khổ lớn cắt laser, máy kiểm xả vải tự động. Đến nay, 90% sản phẩm của nhà máy xuất sang thị trường EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Đại Dương thì cũng có tham gia rất nhiều cái hội chợ triển lãm và hội nghị. Thì hội chợ triển lãm thì trong đó thì cũng hội chợ triển lãm liên quan đến vật tư thiết bị máy móc ngành may, trang thiết bị máy móc thì nhờ đó mà cũng mua được rất nhiều những trang thiết bị hiện đại đáp ứng cho nhu cầu phụ sản xuất. Còn về hội nghị thì giao thương giữa các cái doanh nghiệp và đặc biệt kể cả là doanh nghiệp nước ngoài cũng có rất nhiều. Thì cũng là cơ hội rất lớn để những doanh nghiệp ở trên địa bàn và trên Việt Nam nói chung có cái cơ hội giao lưu với nhau và tìm được đối tác lớn và đơn hàng lớn hơn để có cái nhu cầu phát triển hơn nữa. Trong những năm gần đây, dệt may Việt Nam đã có những bước tiến tích cực cả về sản xuất và xuất khẩu. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 kỳ vọng sẽ tạo nên sự thay đổi lớn về phương thức sản xuất, làm thay đổi sâu rộng chuỗi giá trị sản phẩm từ nghiên cứu phát triển đến sản xuất, dịch vụ logistics, dịch vụ khách hàng, giúp giảm đáng kể chi phí sản xuất, vận chuyển, phân phối và làm tăng năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Để có thể đạt được mục tiêu năm 2022, doanh nghiệp này đã thay đổi thiết bị công nghệ nhằm ổn định sản xuất, chuyển đổi xanh thích ứng với các yêu cầu của nhãn hàng, tăng cường giải pháp xây dựng đào tạo nguồn lực thiết kế cho ngành công nghiệp thời trang, thích ứng với tình hình khó khăn của thị trường. Về phía lãnh đạo doanh nghiệp cũng đã chuẩn bị tất cả các cái đơn hàng lúc nó trái vụ, từ giờ đến tháng 12 là đã bắt đầu bước sang cái thời kỳ nó trái vụ, vẫn phải giữ vững các cái nguồn hàng và những cái bạn hàng sẵn có và tiếp tục cũng mở rộng và tăng thêm cái thị trường mới của các khách hàng mới để làm sao ổn định công ăn việc làm và cũng đã chuẩn bị tất cả các cái thiết bị để mình đáp ứng với cái nhu cầu sản xuất, phải làm những sản phẩm sạch và xử lý những cái về môi trường tốt, thế rồi về cái tinh thần làm việc của người lao động có một cái kỹ năng nó tốt hơn. Trong 8 tháng đầu năm nay, ngành dệt may đã tập trung mở rộng thị trường xuất khẩu và làm chủ thị trường nội địa, cùng với các thị trường xuất khẩu lớn của dệt may Việt Nam là EU, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada, thì thị trường nội địa cũng đang được đánh giá là mảnh đất tiềm năng đối với các doanh nghiệp dệt may Việt Nam. Ngành dệt may Việt Nam bên cạnh cái tập trung vào xuất khẩu, mở rộng thị trường và khai thác tốt những thị trường mà chúng ta đang có, thì chúng ta vẫn tập trung vào cái thị trường nội địa. Tuy nhiên cái thị trường nội địa thì của chúng ta thì cái dung lượng thị trường nội địa không lớn. Và chúng tôi cho rằng trong cái thời gian tới thì ngành cũng sẽ tiếp tục tập trung vào khai thác cái thị trường nội địa này một cách có hiệu quả. Hiện nay thì vấn đề về thời trang, đặc biệt là giới trẻ
người ta cũng rất muốn là có những sản phẩm mà hợp thời trang và đẳng cấp. Đấy, và tôi nghĩ rằng là đây cũng là một cái đất để cho ngành dệt may Việt Nam tập trung khai thác và khai thác có hiệu quả. Lâu nay các doanh nghiệp dệt may chủ yếu chú trọng đến xuất khẩu và chưa quan tâm nhiều đến thị trường nội địa. Tuy nhiên, những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 vừa qua đã giúp cho nhiều doanh nghiệp dệt may Việt Nam nhìn nhận lại thị trường này. Nhiều doanh nghiệp đã nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh, kịp thời chuyển đổi cơ cấu mặt hàng và đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước. Theo tôi thấy là cái ngành dệt may nói chung thì cái đơn hàng cuối năm cũng như là tôi nghĩ là sẽ đến khoảng quý đầu năm 2023 sẽ bị giảm mạnh. Thì trước cái tình hình khó khăn đấy thì công ty vẫn tiếp tục là đi tìm thêm các nguồn hàng. Bình thường thì có thể là công ty mà chỉ sản xuất những cái nguồn hàng mà số lượng lớn, giá cao, mà do hiện tại cái lượng hàng khan hiếm thì công ty đương nhiên là cũng sẽ phải đi cùng với khó khăn và sẽ phải chấp nhận là nhận những cái đơn hàng nhỏ lẻ hơn, giá ký có thấp hơn để qua thời kỳ khó khăn, và hy vọng là sang năm 2023 tình hình tốt hơn và sẽ cái việc mà doanh thu cũng như đơn giá ký và sản lượng hàng nó sẽ đẩy tốt lên. Xác định việc tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại sẽ là giải pháp hiệu quả để ngành dệt may mở rộng tiêu thụ sản phẩm. Năm 2022, Bộ Công Thương đã triển khai nhiều hoạt động nhằm khai thác thông tin thị trường dệt may thông qua các hội chợ, triển lãm, hội nghị giao thương trực tiếp và trực tuyến. Đây là những hoạt động thiết thực giúp doanh nghiệp dệt may Việt Nam kết nối, tăng cường về khả năng hợp tác, kinh doanh mở rộng thị trường. Dù tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp dệt may khá thuận lợi trong những tháng đầu năm 2022, nhưng theo dự báo có thể những tháng cuối năm toàn ngành sẽ gặp nhiều khó khăn về áp lực lạm phát, ảnh hưởng xung đột Nga-Ukraine, chi phí tăng cao và nguy cơ tái bùng phát dịch COVID-19 vẫn hiện hữu. Bộ Công Thương luôn coi dệt may là một ngành quan trọng, không chỉ đóng vai trò là ngành sản xuất công nghiệp mang lại giá trị xuất khẩu cao, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định an sinh xã hội, tạo công ăn việc làm cho một lượng lớn người lao động. Vì vậy, để tăng cường đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại thông qua các triển lãm, hội chợ, hội nghị, hội thảo, giao thương, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong ngành dệt may, quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, giữ vững mục tiêu xuất khẩu cho cả năm là 43,5 tỷ đô la Mỹ và hướng tới mục tiêu kim ngạch xuất khẩu của ngành này đạt từ 68 đến 70 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030.